cột, đứng ngay cái cột luôn. Rồi người dân đi qua lại nó cứ bẫy bẫy hèo khèo, mới nghĩ em chạy bao. Mẹ mới kêu là ảnh là con gái hả, là chữ hoang rồi đó. Vừa xuất hiện cặp đôi này tôi cứ ngỡ là tôi lạc vào một vương quốc cổ tích vậy đó, ha. Giống như là một chàng hoàng tử và một nàng công chúa vậy, phải không quý vị? À. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Hoài Nhi, năm nay em 24 tuổi ạ. Em làm nhân viên văn phòng. Dạ, em tên là Lương Đức Việt, năm nay em 27 tuổi, em công tác tại ngân hàng Tiên Phong Banh. Em sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. À, Nhi hãy cho anh Thuận với chị Vân biết là hai em là gặp nhau trong trường hợp nào. Dạ, cũng quan. Xí xí cho anh Thuận đoán cho đỡ. Lên cái đoán hả? Đoán đi. Tôi đoán là đâu là trúng đó đó nha. Sau khi mà tốt nghiệp xong thì em những cái khoản tiền đầu tiên của em nhận được thì em gửi vào trong một ngân hàng. Và em đã quyết định em chọn ngân hàng của anh này làm. Và em vào đó em gửi tiền và em gặp ảnh và ảnh của em, đúng không? Dạ không ạ. Vậy thì thôi anh không đoán nữa. Em quen anh Việt cũng là qua mai mối. Chị họ em mới làm mai em thì cho ảnh số điện thoại của em. Nhắn tin hoài luôn, nhắn nguyên một tuần vậy đó. Sao em nghĩ là chắc anh này già rồi, ế rồi. Mấy cái kiểu gọi điện nhắn tin hoài người ta không trả lời mà vẫn cứ nhắn. Nhưng mà nhắn cái giống gì chậm. Nhắn một tuần lễ mà người ta không trả lời mà cứ nhắn hay hoài là nhắn đi. Cứ hỏi em đang làm gì đó. Chúc em ngày mới vui vẻ. Em ăn trưa rồi vậy đó. Nhớ ăn chiều nha. Tối cái là chúc em ngủ ngon. Trưa rồi nhớ ăn đi em. Giống như là quan tâm lắm vậy á. Dạ đúng rồi, nhưng mà chắc là chưa gặp nhau bây giờ. Nhắn khi nào trả lời thì thôi. Rồi sau đó mình thấy trả lời thì mình điện thoại luôn. Cái là em sẽ hẹn đi chơi. Đó là cuối cùng là bọn em sẽ gặp nhau vào ngày 14. Lần đầu tiên em gặp anh ấy thì em thấy anh sao? Dạ, lần đầu tiên hả, ảnh điệu lắm anh. Đứng trước nhà trọ đợi em, tay thì thấy đeo đồng hồ cũng sáng sáng nữa. Người thì thơm thơm. Lúc đó là 14 tháng 12. Sau đó 10 ngày là tới Noel á. Cái ảnh mới làm em bất ngờ lắm. Trước cái một tuần lễ mà em có nhắn tin Phong Long mình ơn em vậy đó là em đã gặp mặt bạn này chưa? Dạ chưa, em chỉ coi hình qua Facebook. À, tức là em bị sắc đẹp đánh gục đúng không? Đầu tiên là cái hình ảnh là em thấy ok đó, em nghĩ là lên coi. Nếu mà nó khác hình quá thì mình lơ mình về luôn. Cái ngày gặp nhau á thì em đã biết là cái thời gian của cái phòng trọ ở khu trọ đó cứ 11 giờ đóng cửa. Em canh em muốn cho bất ngờ là em đi đặt con gấu bông bự lắm. Em đặt khoảng gần một tuần. Xong nó cao 1m6 luôn. Mình nghĩ là lần này mình lên tặng là chắc dính đi. Cái em mới lên thì điện thoại cho Nhi. Thì lúc đó là vào dịp sinh nhật của một bạn trong khu trọ. Cả khu trọ nó rủ nhau đi chơi. Đi chơi rồi đi karaoke. Em vẫn chưa cho Nhi biết là em lên đây. Em hỏi là đi chơi vậy về chưa. Cái kêu là gần về. Cái em đừng ngồi em đợi. Em đợi đến 12 giờ mấy. Cái em hỏi em về chưa. Em cứ nghĩ là giả bộ em . Tại vì em đang đi chơi mà. Kêu em đứng, anh đứng trước nhà đợi. Em đang ở nhà mà em có thấy anh đâu. Em ra trước nhà rồi em cũng đâu thấy anh đâu. Xong rồi anh này đợi hoài luôn tới 3 giờ sáng chị. Tại vì hồi đó em đi nguyên với dạy trọ thì không có sợ là không có chìa khóa vô nhà. Chờ bao lâu em? Khoảng 5 tiếng. Rồi những cái người ở trong xóm, người ta đi qua đi lại, người ta thấy em, người ta có đánh giá cái nhân phẩm em không? Không, bữa đó vui lắm. Ban đầu là em ôm cái bông lại, cái em đứng, phòng trọ nó có cây cột, đứng ngay cây cột luôn. Cái em thấy cái mũ bầm ngại và em cất cái bông trong. Rồi người dân đi qua lại, nó cứ vẫy vẫy khèo khèo. Mãi sau này cái nhóm bạn của Nhi á, là đi về mới kêu, mới nghĩ em chạy bào lắm. Em kêu, trời, tối giờ người ta đang vẫy vẫy, mình là chắc nghĩ mình là đang đứng ngoài đây, vậy phải đứng ngay cây cột mà. Người ta tưởng em là cây bao luôn á hả? Dạ đúng rồi. Mấy nát nhân phẩm em luôn rồi, tội nghiệp. Rồi sau đó là bắt đầu là tình cảm mới bắt đầu là dạ. Là mặn nồng đúng không? Dạ chưa mặn nồng đâu. Nói chung là anh này cũng nhà ở quận 9, em thì ở trên Tân Phú. Chung anh hay lên trên Tân Phú xuyên chở em đi chơi lắm. Mà hai đứa đi chơi là mãi qua quận Nhất nè, quận 7 nè. Xong anh chở em về. Nói chung ảnh có vẻ rất là thiện chí. Sói ca đó đúng dạ, không? Dạ đúng là rồi. Sói ca luôn. 5 năm quen nhau mà cưới về mới biết là 4 năm ảnh ngủ lan chuyên nghiệp luôn ạ. 4 năm ngủ lan chuyên nghiệp. Ngủ lan chuyên nghiệp luôn ạ. Dạ. Sau khi đưa nhau đi chơi như vậy về là tới nhà em là 11 giờ. Thì anh sẽ từ Tân Phú chạy về quận 9 thì cũng phải tầm 12 giờ rồi. Lúc đó thì nhà anh đóng cửa, mẹ thì lớn tuổi rồi đó. Không có gọi dậy được. Cái ảnh ra quán nét, ảnh ngủ tới sáng. Trời ơi, 4 dạ. năm trời. 4 năm trời ngủ lan đúng không? Trời ơi, đứt ruột không phải con trai tôi là... mẹ đánh ảnh luôn á chứ tao giỡn hoài. Mẹ anh mới kêu là ảnh mà là con gái hả, là chữa hoang rồi đó. Đi ngủ lan dữ quá. Chữa 8 lần luôn vợ đó. Anh hỏi nè, trong mấy năm đó có đêm nào anh rủ em đi ngủ lan chung không? Không, qua tới năm thứ mấy thì bắt đầu rủ vợ đi ngủ lan chung nè. Khoảng hơn năm. Hơn năm. Năm. Có cái cột mốc ngủ lan nào mà nó ấn tượng? Có lần đi coi pháo hoa 29. Đi coi xong là bắt đầu mới có thêm hai cặp nữa. Phải cặp nữa đi coi phim. Mình đi coi pháo hoa xong mình đi coi phim là xuất phải 10 giờ rưỡi rồi. Lúc đó em tính hết rồi. Là đi coi phim xong là chắc chắn là bị nhốt ở ngoài. Là coi như cái đó là kêu bằng gài hàng đó phải không? Đúng không?
rồi sao hỏi gì nữa? Em có sợ không? Em hỏi gì nè, em hỏi thẳng, em đừng sợ có, em chứ đừng... em bắt ổng nằm ngược đầu với em. Rồi, tức là ý cùng... anh Bin là hỏi đêm đó có chuyện gì xảy ra hay cái không? Cái gì đến rồi, nó có đến không? Dạ không. Em có lần là em chở bạn từ Tân Phú lên cầu Phú Mỹ, cành trộm hung má một cái. Cái tự nhiên khóc anh. Khóc cái em nghĩ, trời, chắc nhỏ giờ chưa được trai hung, sướng quá khóc. Em mà em nghĩ vậy. Cái ngồi em nghĩ, trời làm gì ghê với ta. Cái hồi xong bạn quay qua bà tát em khái, dám hung mà chưa xin phép. Cái đó là hung má là đã bị tát rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi sao? Rồi đến lúc nào mới hung môi? Ồ, hung môi em cũng nhớ mà lâu lắm. Tại vì hồi giờ em chưa có hung môi một ai hết trơn á. Tự nhiên ảnh hung xong rồi em thấy cứ ghê ghê dơ dơ kiểu gì. Xong rồi em không cho hung nữa. Em giận em bắt trở về. Hôm nhiều hôm sau nữa cái hai đứa cũng đi chơi, hai đứa ngồi hung nhau xong hồi mất đôi dép luôn anh. Có nghĩa là lần đầu hung á là coi như là không chịu, lần sau hung là mất dép luôn không biết. Quay trở lại cái vấn đề là cái đêm mà đầu tiên mà đi ngủ lang chung á. Dạ. Anh muốn hỏi là cái cảm giác của em là em sợ đúng không? Dạ hồi đó nói chung là cũng tin tưởng ảnh á, nên là em kêu ảnh là quay đầu ngược lại. Hai đứa ngủ hai nơi, vậy thôi rồi ngủ thôi. Trước khi vô thì mình cứ ngủ mỗi đứa một góc ngủ thôi, làm gì đâu. Thì nói chung tâm lý đàn ông đứa nào cũng nói vậy. Mà tới sáng là... đúng rồi, tới sáng thì là... là đầu kề đầu đúng không? Còn cái sáng rồi tới nửa đêm thôi. Là chuyện gì tới sẽ tới, chuyện gì tới đã tới. Nói chung là cũng lâu lắm á chị, cứ lăn lộn qua lại nãy. Sau đó nói chung là em giận anh lắm, em đòi chia tay á chứ. Xong rồi anh cứ khuyên nhủ này nọ, xong rồi bỏ qua. Nói chung dỗ ngon ngọt xíu là bạn cũng vui thôi. Rồi bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi em? Dạ được hơn 6 tháng rồi ạ. Rồi bây giờ về ở chung với nhau rồi thì anh ấy có thật xấu không Nhi? Ảnh mê game lắm anh. Có bữa canh em ngủ rồi á, sợ em thức thì thấy hay lằng nhằng này nọ, xuống dưới chơi game 2-3 giờ sáng luôn. Còn gì nữa nè? Nấu ăn vụng về lắm. Cũng thương vợ nấu cho vợ ăn nhưng mà không nên lạc nhắc à. Xong rồi ảnh nhậu nữa. Còn bà vợ mình thì có cái gì xấu không? Từ em đính chính là em thấy bây giờ hầu như con trai ai cũng chơi game cả. Không có đâu, không có đâu, không có đâu. Đang ngồi trên sân khấu là tôi nè, nhìn tôi nè. Không bao giờ chơi game luôn. Có, hồi trước khi lấy vợ là có. Nhưng mà luôn. Tới em đó, khui tật xấu của cô ấy ra đi. Vợ em thì em nghĩ có cái tật xấu tình chung bạn gái nào cũng vậy là hay mít ướt, rồi hay nhõng nhẽo. Với lâu lâu là có tính là áp đặt chồng. Nhiều khi em thích mặc cái áo đó lắm, nhưng mà vợ em không thích, là vợ em không cho mặc. Là em phải mặc cái áo vợ em thích, mà trong khi cái áo đó là em lại không thích. Khóc nhè. Rồi đi ví dụ như khóc nhè mọi lúc mọi nơi mọi trường hợp hay sao? Không, nghĩa là hay làm nũng mít ướt với em như con nít vậy đó. Chồng tại con nít thiệt mà. Thiệt mà. Rồi nhân đây thì mong muốn thay đổi điều gì luôn? Dạ em muốn chồng em là không có chơi game đêm khuya mà quá 12 giờ. Còn em? Em chỉ muốn vợ em đừng áp đặt em. Bạn ảnh hay chê ảnh mặc đồ gì kỳ quá à. Kêu vợ tân trang lại phong cách đi, mặc đồ nhìn kỳ quá nên là em phải nói ảnh mặc sao đó cho nó hợp lý. Phải design chẳng đúng không? Dạ. Cái mong muốn của chồng em chị thấy cũng có phần đúng. Dạ. Có nghĩa là vậy nè, trong một số trường hợp ví dụ như đăng tiệc ăn tùng hoặc là những cái gì quan trọng á thì em có thể ép chồng em, những trường hợp nào mà anh cần cái sự thoải mái để anh làm việc cho nó có hiệu quả thì em chấp nhận. Dạ. Đơn giản chút xíu vậy thôi. Nhường qua nhường lại. Cặp này quá đẹp rồi. Anh hỏi nè, muốn có em bé không? Dạ muốn ạ. Thôi nhân đây thì chúc cho hai vợ chồng lúc nào cũng thuận thảo, yêu thương nhau, hạnh phúc. Và năm sau sẽ có một em bé tuyệt vời xuất hiện trong gia đình của hai em. Dạ, cảm ơn anh. Em cảm ơn anh. Mời hai em giới thiệu cho mình. Em tên là Định ạ, năm nay em 27 tuổi, em kinh doanh ạ. Còn em? Em tên Bồng Sơn, năm 28, em là nhân viên truyền thông. Ồ nhưng mà sao em lại có cái tên Bồng Sơn, cái tên Bồng Sơn nó đẹp nhưng mà như nó hơi nam tính một chút. À, dạ, em không biết nó như thế nào nhưng mà mẹ em nói là đó tên người yêu cũ ba em. Vậy là cái tên đó là do ba đặt hay mẹ đặt? Ba đặt. Vậy đó hả? Không biết là Định có phải yêu vợ em bởi vì cái tên đấy không? Dạ cũng có, vì vợ em quen nhau qua Facebook. Vợ em lại dùng Facebook không lấy tên thật. Facebook tên gì? Ngốc ngách. Facebook của em lúc đó là tên gì? Định Đứng Đắn. Em có bị ấn tượng cái tên Định Đứng Đắn không? Dạ có, em thấy trên tường lưu phí của em á là có của một bạn nào đó thì chồng em mới comment ở trên đấy, cái hiện lên trên lưu phí, em nói trời ơi cái tên mày mắc cười quá. Dạ nhưng mà lý do gì sao mà hai bạn lại yêu nhau? Dạ quen nhau thì có nghĩa là mình chat chít qua lại trò chuyện xong rồi gặp nhau ạ. Em bay từ Hà Nội vào trong đấy. Nhưng mà sau khi em đã biết tên thật của vợ em hay là lúc đó vẫn chưa biết tên thật? Dạ trước khi vào là biết tên thật. Biết tên thật rồi, biết mặt luôn rồi. Mặt vẫn biết rồi. Biết mặt rồi, thế là quyết định trái tim coi là
vỡ òa chứ không nổi bay vô. Bao lâu thì em mới bay vô? Khoảng 6 tháng. 6 tháng. Và cảm giác đầu tiên khi em gặp ngốc nghếch thì sao? Vấn đề đầu tiên là người ngoài không hề giống gì trên Facebook. Thế là em lại nữ luôn thì nó là hay sao? Thì chụp mình trên Facebook thì đâu có chụp cả người đâu, toàn nó mặt. Bên ngoài người như này là rất gầy. Dạ. Ừ. Rồi vậy thì bao lâu thì các bạn mới yêu nhau? Dạ sau cái lần ấy vào là em có đi chơi rồi. Chính thức luôn cái gì? Dạ. Ừ. Rồi lúc nào thì là coi như là em chuyển vô đây luôn? Dạ sau mấy tháng rồi em chuyển vào đây ạ. Là chuyển vào đây luôn rồi chính thức với nhau luôn. Dạ. Rồi bao lâu thì cưới nhau? Gần 2 năm. Gần 2 năm. Nghĩa là yêu nhau tiếp 2 năm? Không, khoảng hơn 1 năm ạ. Là ở đây? Là yêu tại thành phố Hồ Chí Minh luôn? Dạ. Và xong một trong những nhau. Lý do mà khiến mà nó thôi thúc em phải chuyển vô công tác ở trong này có phải là do vòng sân? Dạ đúng ạ. Trước khi tụi em quyết định đám cưới thì có khó khăn gì không? Hay là một mọi việc nó trơn tru? Em thấy mọi thứ là trơn tru hết. Không có khó khăn gì cả. Ví dụ như thật ra nói là tụi em gặp thường xuyên là, nhưng mà đúng ra chị chỉ có gặp 3 lần. Cái lần thứ 3 thì kiểu cứ phát nhạc là đám cưới thì tình thắm duyên quê rồi cưới nhé xong cái nó ok rồi. Coi như hai gia đình là không có cái vấn đề địa lý, coi như là không có quê xa rồi không có dâu xa rồi rể xa gì hết. Dạ. Hai gia đình ok liền luôn. Dạ vâng. Vậy là quá thuận lợi rồi đúng không? Chỉ có mỗi vấn đề là tốn tiền vé máy bay thôi. Hồi nãy em nói là hai vợ chồng em đến lúc cưới nhau thì gặp nhau chỉ có mấy lần thôi. Dạ đúng chưa? Vậy thì hai bên gia đình gặp nhau được mấy lần? Được 2 lần. Một lần là để gặp gia đình để hỏi cưới ấy. Lần thứ 2 là đám cưới. Tức là tụi em làm đám cưới với nhau được bao lâu rồi? Tháng này nữa là 7 tháng. Nói chung là sau 7 tháng ở chung nhà với nhau, vậy thì phát hiện anh chồng đẹp trai của em á có tật xấu gì không? Em thấy lười ghê luôn á. Hồi xưa nhà lúc mới quen nhau á, đến vô thăm em á, em nấu cơm cho ăn. Cái em vừa ăn xong đặt cái chén xuống. Cái xong ảnh vừa ăn xong cái anh sẽ dọn. Cái giờ cái ăn xong ấy, cái cũng dọn ra rồi mà anh không chịu dọn vô. À. Em để luôn anh nguyên ngày luôn. 2 ngày để yên nguyên luôn. À, ai dẹp? Cuối cùng cái dẹp. Trời ơi. À, thi gan cùng tới lắm. Việc phải không? À. Ừ. À. Rồi gì nữa không? Cái mê mê game lắm. Lúc mà rảnh nó không làm gì á là cứ ngồi chơi game. Ngồi chơi game thì em nói thôi anh ơi đừng chơi nữa. Tại vì em muốn là phải học hay là mình nghe tiếng Anh hoặc là mình nói chung là đọc sách hay làm cái gì nào? Đấy. Dạ. Nhưng mà ngồi chơi game thôi à. Em không thích cái điều đó thôi. Anh hỏi nè, ông xã em thì hiền, nhìn hiền đúng không? Có dạ công hiền. Nhận hiền không? Dạ hiền. Em thì nhìn cũng hiền. Chắc là hai vợ chồng chứ bây giờ cãi vã nhau đúng không? Trời ơi không cưng. 30 ngày cãi 29 ngày. Trời ơi. Vậy là về vấn đề gì? Lặt vặt lắm. Tại vì công việc em nhiều lắm, em áp lực nhiều nữa. Nếu thay đổi thời tiết vậy đó, vui thì cái gì cũng được. Mà lúc khi mà em buồn á, là nhiều khi hả, anh đang xách cái chén ra ăn cơm mà quên đem chén cho em. Hoặc là quên nói hai vợ ơi ăn cơm đi. Cái em giận. Em giờ anh hỏi em nè, cái trận cãi vã lớn nhất của hai vợ chồng em trong 7 tháng qua, đó là trận nào? Dạ là cách đây khoảng 3 tháng, đúng 3 tháng. Em kể đi, không sao đâu, có anh dạ. Nè, có anh. Anh giúp em cho. Là ngày đấy bọn em mới mở cái quán ấy. Là công việc nhiều. Buổi sáng bọn em đi làm quán thì đến tận đêm em mới về ngủ dậy. Buổi trưa là hôm em mệt quá là em ngồi em chơi game xíu. Thế là bà ấy lời qua tiếng lại mình ức chế. Thế là cãi nhau. Cãi nhau một hồi nói qua nói lại xong rồi em mới biết là đang là nóng rồi đòi chia tay là em im. Để khoảng nửa tiếng sau em phải vào em gọi năn nỉ rồi xin lỗi lo này này nọ này kia là hết ạ. Trời đất ơi. Lần lớn như vậy đó, lớn lắm. Mà vậy đó mà cứ lần gây lộn là đòi ly hôn. Không nhưng mà cũng có gọi là xách đồ đi rồi ạ. Cứ mỗi lần gây nhau là đòi ly hôn. Dạ. Mà hồi nãy em kể vui lắm. Lúc mà vợ em kể cãi nhau với em á xong là em mới thấy nóng tính lên rồi. Thôi là im. Em nóng quá đi, em nóng. Không biết làm quá, không biết làm. Tôi em im. Và sau đó 30 phút tưởng đâu em vào trong đó là em văng mặt vợ em sao 30 phút em vào em đang ngủ. Ủa nhưng mà tại sao có mỗi lần gây gỗ là em lại đòi ly hôn vậy? Em thấy em hăm dọa hay là em muốn thật lòng? À không, trong lòng em là cứ ship đồ, ship mà kiểu ship mà rất mạnh, lâu thiệt lâu để cho biết là hả ta đang ship đồ đó. Này cũng mong ông níu lại đúng không? cũng nghĩ vậy. Em ship nguyên vali to thật ra là em đặt, em muốn đi chơi mà em chưa không có thời gian, thế là em tính em đặt vé máy bay em đi chơi thôi. Rồi chết bà rồi. Chết rồi. Trong chương trình này khai như vậy, 21 mỗi lần dọn đồ là ổng cho đi luôn. Rồi em nghĩ sao về cái quan điểm của vợ em là cứ giận lên là đòi ly hôn? Nói chung là khó chịu nhưng mà biết tính rồi. Nhiều khi mình cũng hiểu mình cho qua. Nhưng mà chắc là không muốn là nó kéo dài tình trạng. Nếu mà vợ em cứ không chịu nghe em mà cứ như thế mãi thì em
thì em nghĩ là về trả về nơi sản xuất thôi. Trả về nơi sản xuất đi. Hay quá. Hay quá. Bây giờ cái mong muốn thay đổi của em với vợ em là gì? Em muốn là vợ em là ít có quẩn, thích móc chồng này này kia. Đừng có giận cá chém thớt hả? Đúng rồi. Em là dồn cái áp lực đó cho em. Cho em. Dạ. Là một cái đó thôi. Còn thay đổi cái gì nữa không? Với lại là khó chịu khó hơn thiếu. Không chịu khó. Dạ. Là rất lười là dọn dẹp nhà cửa. À, làm biếng đó phải không? Dạ. Rồi có muốn bỏ cái vụ mà đòi ly hôn không? Có đi ạ. Tất nhiên rồi. Ba điều trong đó em nhắm em thực hiện được điều gì? À, em sẽ không thực hiện điều gì hết. Điều gì hết? Nói chứ là thật ra là em đều biết hết. Nhưng mà cái phần mà dọn dẹp đó thật ra là không phải một mình chồng em biết đâu. Mà hầu như là tất cả mọi người đều biết là em không bao giờ làm việc nhà. Tức là lúc nào khi mà em vui lên thì em ngồi em sẽ dọn rất nhanh. Nhưng mà sao em không thuê người phụ công việc nhà? Dạ không, em không thích vậy. Với lại em có cái tật là ví dụ em bày ra rồi em không muốn ai đụng vô mà dọn một hồi rồi em không biết để đồ ở đâu hết trơn. Nên thành ra là em để đó thì đến khi nào mà em rảnh thì em tự em dọn. Thế sao em muốn định thay đổi điều gì? Bớt chơi game lại, với lại thấy hả, vợ mình đang bận gì thì chồng nấu ăn hết đi. Chồng nấu ăn, chồng dọn dẹp. Em muốn là định nghe chưa? Là mà Sơn đang bị mâu thuẫn trong cái cách tổ chức sắp xếp công việc. Tại vì như vậy nè, như bản thân chị á, chị nhiều việc lắm. Rất là nhiều việc. Thực sự chị cũng làm không nổi vì không có thời gian. Chị phải có một cái người phụ giúp việc nhà nếu như cái điều kiện kinh tế mình cho phép. Chứ còn bây giờ em lại vừa không muốn có người giúp việc mà em lại vừa muốn rằng là cái việc đó cứ để đó cho em, nhưng mà đồng thời em lại muốn là chồng em phải làm hết, chồng vừa nấu nướng vừa dọn dẹp hết, thì chị nghĩ rằng là những cái điều mong muốn của em nó giống như là bị mâu thuẫn nhau á. Không phải, ý là giống như là em nấu ăn thì anh sẽ tự dọn chén rửa chén, hoặc là anh nấu ăn thì em sẽ dọn chén, chia việc với nhau. Lúc mà khi yêu nhau thì có làm như vậy đến khi cưới rồi hết rồi. Theo chị á, em phải bắt đầu phải tiếp nhận một cái con người thứ ba, có nghĩa là một cái tác nhân ở ngoài để giúp cho tụi em. Tại vì theo như cái tâm sự với em á, là cái công việc của em bây giờ nó áp lực nhiều quá đó, thì em phải bắt đầu dần dần tập cho người ta cái đó đến chi, để mà khi mà mình bắt đầu có em bé nữa đó, thì những cái việc mà của em bé thì ra chắc chắn là hai vợ chồng em phải trực tiếp làm, mình không thể nhờ được. Nhưng việc nhà mình có thể nhờ người giúp cho mình được, nhưng mà em bé là mình phải trực tiếp mình làm đó. Thì để chi mốt đó bắt đầu từ từ những cái đó, thì chồng em á là dồn cái sức của chồng em qua cho em bé đi, rồi em có thời gian dồn em bé đi. Chứ còn bây giờ ai cũng ương bướng như vậy á là chị thấy cũng rồi mất công, rồi là mỗi người đều cá tính mạnh vậy á, rồi trả về nơi sản xuất còn mệt nữa. Rồi thôi, ai mà mong muốn như vậy đâu, đúng không? Nhưng mà chắc chắn là tất cả các cặp nào mà đã đến tham dự với chương trình rồi á, thì hầu như là một cái kết rất là happy end. Có nghĩa là thường sau đó là yêu nhau nhiều hơn nè, có em bé nè, rồi cuộc sống rất là hạnh phúc. Rồi, chắc chắn là như vậy. Xin chúc cho hai em là trong năm nay sẽ có tin vui nha. Rồi. xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. Xin chào hai em. Dạ. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Vương Tuấn Minh, em sinh năm 96 và em đang kinh doanh. Chào Tú Minh. Dạ. Đấy, con em. Em tên là Tuyền và biệt danh của em là Maria Tuyền, và hiện nay thì cũng kinh doanh với chồng và gia đình nhà chồng ạ. Em có thể bật mí chút xíu về cái công việc kinh doanh của gia đình mình? Dạ, công việc kinh doanh chính hiện nay của công ty là hàng xuất nhập khẩu ạ. Và hàng xuất nhập khẩu của công ty chủ yếu là hàng châu Âu và nhập khẩu chính ngạch độc quyền tại thị trường Việt Nam và thị trường châu Á. Nhưng mà nó là cái về sản phẩm dòng gì? Hàng là mỹ phẩm và sữa tắm, thì hầu như là sẽ là an toàn sức khỏe đến cho Việt, cộng đồng Việt Nam là chính, cho sức khỏe của con người ạ. Dạ. Hay quá. Rồi bây giờ hai đứa chia sẻ cho chương trình được biết là các bạn bắt đầu quen nhau nó là như thế nào, và lần đầu tiên gặp nhau ra sao. Con đã nẹp em là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em cũng sinh năm 1996 ạ. Hai đứa bằng tuổi nhau. Dạ, hả? 96 là năm nay 27 ạ. 27 đúng không? Rồi. Rồi bây giờ kể cho Trình nghe đi, là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau như thế nào, và lần đầu tiên chạm mắt nhau thì ấn tượng gì về nhau? Thực ra thì phần này thì em xin phép là em nhường vợ em vào trước. Tưởng đâu em được xin phép chia sẻ, ai vậy nhường cho vợ. Dạ. Lần đầu tiên gặp nhau là cho em chia sẻ một chút, là đợt đấy là trong đại dịch Covid lần đầu tiên. Thì trong cái quá trình làm việc của em, tức là em làm việc nghề khác, nghề chính của em là nghề khác, thì kiếm rất là nhiều tiền. Nhưng mà vì đại dịch Covid nên là bị trì hoãn lại, cho nên em suy nghĩ là mình sẽ trở về cái công việc đầu tiên mà mình được học tập, đấy chính là học y và làm về da. Thì em có xin vào một cái spa, mẹ chồng lúc đấy mới khai trương một cái spa mới, và em xin vào làm nhân viên thôi ạ.
Thì cái cảm xúc lúc đấy, những cái tư duy lúc đấy mà được nghe về chồng, được hình dung về chồng là một người, qua mẹ chồng kể ạ, là một người học giỏi này, thông minh này, có đầu óc kinh doanh, và lúc đấy em tưởng tượng là ông ấy sẽ đầu to mắt cận này kia. Nhưng mà cái ánh nhìn đầu tiên khi gặp là trời ơi, xăm trổ, đội mũ, quần áo màu đen và trông rất là hầm hố, tức là khác hoàn toàn với tưởng tượng của mình. Ở lúc ấy có hơi sợ một xíu, bởi vì không phải là một người như mình đã tưởng tượng, và nó khác trái ngược hoàn toàn luôn, hơi sợ. Đó. Nhưng mà là bạn này có du học ở nước ngoài không? Dạ không, dạ không ạ, bạn ở Việt Nam ạ. Nhưng mà như là chủ tịch kể bao lâu thì mới gặp bạn này ngoài đời? Chủ tịch kể đâu đấy khoảng một tháng, một tuần thôi ạ. Tức là thời gian nó rất là nhanh, từ trong một tuần đến ba tuần thôi ạ. Tại vì lúc đấy là cơ sở mới khai trương và phải chuẩn bị setup rất là nhiều thứ. Thế cho nên là mẹ chồng nói chuyện với một người khác, nhưng mà có em ngồi ở đấy thì em có nghe được. Nghe được là con trai mẹ ngoan lắm, con trai mẹ đẹp trai này, học đầu óc kinh doanh giỏi ABC các thứ. Thì lúc đấy em tưởng tượng trong đầu rất là một người rất là, không phải là người kiểu dạng như là thanh niên vui chơi ham chơi gì đâu ạ. Nhưng mà cái cảm giác lần đầu tiên thì rất là sợ. Đội mũ đen, sau đó mặc đồ màu đen và xăm trổ đầy mình là sợ lắm ạ. nhưng mà cái spa đó là của mẹ. Dạ, chứ không có liên quan gì tới chồng. Đúng rồi. Như là chồng em không đúng có ạ. Mục đích mẹ dựng lên chỉ là để mẹ cho tất cả các bác sĩ và các chủ spa được trải nghiệm cái sản phẩm mình mang từ châu Âu về. Chứ không phải mục đích kinh doanh là tôi bán hàng kiếm tiền trên dịch vụ đó. Đó, và mẹ chấp nhận đầu tư một khoản tiền rất là lớn, mà mình thấy người chủ này có tâm quá. Và khi làm thì mình càng làm mình càng hiểu hơn. Cái hôm ấy chủ tịch đến làm gì đấy? Dạ, chủ tịch bao quát giám sát thôi ạ. Thế hôm đến coi như là để xem xét thôi. Vâng, đúng không? Vâng. Thế mà lại hầm hố xăm trổ như thế đấy. Sợ không lắm. Chủ tịch là mẹ. Chủ tịch là mẹ chồng ạ. Thế hôm chồng đến làm gì? Thế hôm chồng hôm ấy em đến đó làm gì? Thực ra là một tháng sau mới tới. Em thăm cơ sở mới thôi. Đến thăm thôi gì? Thì đến xem cơ sở hoạt động vận hành như nào. Nhưng mà trong các nhân viên mà làm việc ở đó thì là mình, tại sao mình lại để ý cô gái này? Thực ra thì em có biết đến vợ em từ trước đấy rồi. Nghĩa là biết trên đâu? Vợ em ngày xưa có làm review của một cái kênh trên YouTube. Thì em có một người bạn đến nhà chơi thì có giới thiệu cho em là có một cô này review tên lạ lắm. Tại vì đấy cũng là cái chương trình em hay xem nên là em tò mò em xem thử. Thì lúc đầu thì em không có cảm tình gì nhiều, cũng không có cái gì mà để mình ấn tượng cả. Thì nhiều khi mình cũng nghĩ là thôi mình gặp xem thử xem như nào, tại vì chưa biết người ở trên TV với cả người ở ngoài thì nó sẽ khác nhau như nào. Mà nên vô tình lại gặp. Vâng, nên là em chủ đích em đến đấy để em gặp. Gặp cô này. Vâng. Thế xong thì em thấy thế nào? Thực ra thì em thấy bình thường. Tại vì mục đích chính mình đến chỉ để xem thôi, chứ không phải có ý định hay gì cả. Một người thì thấy rất đối tượng kia bình thường, còn người bên này thì thấy đối tượng này nó rất là khác thường. Vâng. Đúng không? Vậy thì sao lại là... Làm sao mà đến với nhau được hả? Dạ, tại vì là thật ra là... Cho vợ xin phép kể nhá. Tại vì là thật sự là... Con không có yêu chồng con, em không có yêu chồng em ngay từ cái lúc nhìn đầu tiên hay là trong quá trình tìm hiểu nhau, không có yêu sớm đến như vậy. Mà thật sự là yêu mẹ chồng nhiều quá. Mẹ em mất từ khá sớm, cách đây 6-7 năm rồi, nhưng mà đến khi gặp mẹ chồng thì mẹ chồng luôn tạo cho mình những cái thứ cảm xúc rất là đặc biệt. Quan tâm, lúc ấy chưa phải là mẹ chồng mà chỉ là sếp, là chủ tịch thôi ạ. Nhưng mà quan tâm đến mình rất đặc biệt, và nhìn thấy cách của sếp quan tâm nhân viên, quan tâm khách hàng và dùng cái tâm để làm ăn, để kinh doanh, mặc dù nó khó khăn chậm, nhưng mà đâu đấy mình nhìn thấy cái sự lương thiện từ con người đấy. Và em nghĩ là mình, nếu như mình lấy một người con của một người tử tế thì chắc chắn là cái người con này sẽ tử tế. Đó, thế nên là khi mà mẹ đẩy thuyền cho hai đứa đến với nhau ấy thì... Tức là chính mẹ là người đẩy thuyền. Dạ vâng, mẹ luôn tạo cơ hội cho hai đứa được làm việc với nhau. Khoan, anh hỏi, ở trong một spa như vậy thì có rất nhiều nhân viên nữ. Dạ. Thế thì tại sao mẹ lại không đẩy thuyền cho con trai mẹ với các nhân viên khác, các cô gái khác, mà là đẩy thuyền với con? Cái này thì em cũng chưa từng hỏi mẹ, nhưng mà em nghĩ là có thể mẹ nhìn đầu tiên là cái ngoại hình. Ngoại hình khi khả ái thì đâu đấy sẽ có một cái thiện cảm. Thứ hai là do cách làm việc, có thể mẹ nhìn thấy em khá là hiền lành và có thể phù hợp với con trai mẹ. Và đến bây giờ thì em thấy là em không phải là một người hoàn hảo nhất, nhưng chắc chắn em là một người phù hợp nhất với con trai của mẹ. Rất tự tin. Đó. Thế còn Minh? Dạ. Tại vì thấy cô này cũng không có gì bình thường cả. Vậy tại sao mẹ lại đẩy thuyền mà Minh lại... Thì thực ra thời gian đầu thì công nhận là em cũng ra hỗ trợ cái cơ sở đấy thật. Thì thời gian đầu hỗ trợ thì cũng hỗ trợ luôn cả vợ em bây giờ, là những cái công việc mà vợ em không biết. Thì kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tại vì ở gần nhiều cũng thấy là cô này cũng nhẹ nhàng, cũng hiền lành, tử tế. Nên là nhiên bén tới lúc nào không biết. Nhưng mà lúc đó là
mẹ chồng có cất nhắc con, cất nhắc em lên một cái gọi là... Dạ không ạ. Mẹ chồng con khá là nghiêm khắc. Mẹ chồng con khá là nghiêm khắc trong cái chuyện học hành, làm ăn và kinh doanh. Cho nên là mẹ em có một cái tư duy và mindset rằng các con muốn làm sếp thì các con phải đi từ nhân viên để các con hiểu từng vị trí và vị trí trong công việc nó như thế nào. Thậm chí đến bây giờ chưa chắc mình đã làm sếp đâu ạ. Mặc dù là mẹ mình là chủ tịch nhưng đâu đấy mình vẫn phải học tập rất là nhiều. À, vậy thì bao lâu thì hai đứa mới có buổi hẹn hò đầu tiên? Em nghĩ là sau khoảng từ lúc gặp nhau đến cái lúc đến buổi hẹn đầu tiên thì nó rơi vào tầm hơn một tháng. Hơn một tháng. Ướm lâu thế. Ướm đến hơn một tháng. Đó là lần đầu tiên đi chơi với nhau đúng không? Vâng, lần đầu tiên đi chơi riêng với nhau. Còn những lần khác thì đều ở công ty, ở spa từ hết nên là không có thời gian. Đi đâu? Hai đứa đi đâu? Lần đầu tiên thì tại vì lúc đầu vợ em có hỏi em là em có uống được bia rượu không? Thì em cũng trả lời không thành thật cho lắm. Em bảo là em không uống được. Thì nghĩa là cái tâm lý của vợ em nghĩa là biết em không uống được bia rượu lại càng thích rủ mình đi uống bia rượu. Thế là lần hẹn hò đầu tiên là em cho đi ăn uống các thứ, ăn uống bia rượu. Sau cái lúc ăn uống bia rượu thì em có rủ vợ em lên một cái quán pub của bạn em làm. Thì hai đứa lên đấy lại uống rượu tiếp. Trời ơi, lúc ấy em say mềm luôn, em không biết một cái gì. Tức là từ quán nhậu trở đi là em không còn nhớ gì hết nữa. Cho đến sáng hôm sau mở dậy là ở trong phòng của chồng em luôn. Wow. Mở mắt dậy là ở trong phòng chồng em luôn. Nhưng mà có một cái ấn tượng đầu tiên sau cái buổi hẹn hò đầu tiên đấy là em cảm thấy người đàn ông này là người mà em có thể tin tưởng được. Đấy là buổi tối ngày hôm đấy mặc dù hai đứa rất say và cái cảm xúc nó dâng trào lên rất là nhiều, nhưng mà chồng em không hề động người vào người em một chút nào trong cái buổi tối ngày hôm đấy để cho em ngủ. Tức là đến ngày hôm sau em dậy và em thấy là người đàn ông này rất là tử tế. Với một người phụ nữ mà người ta đã có một chút tình cảm với mình, đi uống rượu, đi chơi, đi pub, rồi mặc quần áo, váy vóc các thứ đi chơi như vậy, thì lúc đấy đàn ông tâm sinh lý mà mình không thể nào mà mình biết trước được. Đúng rồi ạ. Nhưng mà chồng em thì không ạ. Hay quá. Và sau bữa đó là càng ngưỡng mộ bằng ấy. Càng thấy ngưỡng mộ hơn. Nhưng mà thế còn lần thứ nhì? Ủa khoan, nhưng mà cái lần nó đi về có mẹ ở nhà không? Thực ra là có. Mẹ biết không? Thực ra lúc đấy là về cũng muộn lắm rồi nên là mẹ em cũng không biết. Chắc mẹ ngủ. Nhiều khi mẹ biết mà thôi mẹ lơ luôn. Dạ cũng đúng đấy ạ. Mẹ chồng đấy là em đúng như em nói ngay từ đầu chương trình là em rất yêu mẹ chồng, yêu trước khi cả em yêu chồng em. Mẹ chồng em có biết là em về đấy về nhà chồng em với chồng em trước khi bọn em cưới đi chăng nữa, nhưng mà mẹ rất ủng hộ. Và mẹ tức là mẹ dạy bảo rất là nhiều, nhưng không như những người phụ huynh khác là mình cấm đoán hay mình miệt thị cái người phụ nữ đó hay là người con gái đó, nhưng đây là chỉ bảo làm thế nào để có thể hòa hợp được cả gia đình nhà em và cả gia đình nhà chồng em. Lần đầu có đưa về lần hai không? Dạ có chứ ạ. Lần hai như thế nào? Có trong tình trạng say xỉn nữa không? Không ạ. Những lần sau là không say xỉn nữa rồi. Tại vì sau cái lần đầu thì vợ em cũng biết là em uống bia rượu tốt được như nào. Thì lần sau cũng không rủ nữa. Thật ra thì em là con gái, mẹ thì mất sớm, hai chị em thì ở riêng một nhà, bố thì ở nhà khác. Cho nên là bố rất là chặt con, không muốn cho con đi chơi buổi đêm, buổi tối về muộn. Nhưng mà em đấy, được một lần thì sẽ có được lần thứ hai đấy ạ. Thế cho nên là khi mà đi được một lần rồi nó cứ trốn bố buổi tối đi làm về 8 giờ sạch sẽ ăn cơm cho em ăn xong là 8-9 giờ là chồng em xuống đón đi lên nhà chị, đi ngủ để sáng sau đi làm thôi ạ. Chỉ như thế ạ, chỉ đến đi để đi ngủ và sáng sau đi làm thôi. Và bố em không hề biết, cho đến một ngày bố em biết thì em rất là sợ. Em sợ lắm. Đến bây giờ kể lại mà tim vẫn đập thình thịch. Là Hoàng là ở riêng hay là ở chung với bố? Dạ ở riêng với bố. Bố ở gần đấy thôi. Bố ở gần đấy thôi chứ bố không ở chung với các con để cho các con có cuộc sống độc lập hơn. Nhưng mà buổi tối đi qua bố check cam mình... ạ, nhà có cam, bố check cam ạ. Thế rồi sao? Không, nói là bố biết rồi, bố. Bố gọi điện ạ. Lúc đấy là con chồng em vừa mới đón em lên xe máy đi được khoảng một đoạn rất là ngắn thì bố gọi điện. Con đang ở đâu đấy? Con có ở nhà không? Mặc dù là bố đang ở nhà nhưng bố gọi điện như vậy bởi vì bố biết là em không có ở nhà. Thế nên là em rất là sợ, em phải nói dối là con đi ra ngoài, con lấy đồ này kia xong rồi con về luôn. Sau đấy là em lại phải đi về nhà. Vậy hả? Về nhà chờ bố đi xong lại đi ạ. Rồi như vậy là qua bên nhà bạn trai đúng không? Là tối trai. Là tá túc bên đó. Vâng. Tối có sinh hoạt và trò chuyện với chủ tịch được không? Dạ về sau thì có ạ. Sau thì chủ tịch biết rồi. Và giống như là ở chung nhà luôn á đúng không? Vâng, chủ tịch biết rồi thì chủ tịch còn khuyến cáo về cái chủ tịch còn ủng hộ việc đi làm xong về nhà tắm rửa ăn cơm cùng. Tức là không phải về nhà xa xôi nữa bởi vì nhà em khá là xa. Đấy còn bố thì bố vẫn không biết cho đến khi có bầu. Lúc ấy bố mới biết. Dạ, lúc ấy bố mới biết. Lúc đó phản ứng của bố là sao? Em nghĩ là bố sẽ rất là sốc và bố cũng buồn lắm ạ. Tại vì em không phải là người dám nói cái chuyện này với bố lần đầu tiên. Vì em rất sợ vì bố em rất là nghiêm khắc. Em là con gái đạo gốc, mẹ mất sớm và xung quanh họ hàng thì các cụ rất là
cổ hủ, chưa được văn minh lắm. Người ta vẫn sống theo một cái truyền thống của gia đình Công giáo là phải học giáo lý hôn nhân, không được có bầu sớm. Mà trong khi đó em thì con gái đi làm sáng tối xong rồi có bầu sớm, có bầu trước. Em rất là sợ nên em không có dám nói. Nên là ngày hôm nay chắc nếu như bố có xem được chương trình này, bố mới biết là em đi chơi đêm nhiều như thế, lên nhà bạn trai nhiều như thế. Thế rồi sau đó thì là làm đám cưới luôn. Sau khi có bầu thì em vẫn phải học giáo lý hôn nhân. Thông thường thì bọn em phải học giáo lý hôn nhân từ 3 đến 6 tháng, nhưng lúc đấy lại vẫn là đại dịch đấy ạ. Thì bọn em có xin học giáo lý hôn nhân để được ăn hỏi trước thôi. Và bọn em mới cưới cách đây 1 tháng. Nhưng mà cùng đạo không? Dạ không, chồng em không có đạo. Mình là đạo Phật. Dạ vâng. Đúng rồi. Rồi khi mà chủ tịch biết tin thì sao? Chủ tịch biết tin thì lúc đấy em thấy thái độ của mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng bởi vì em nghĩ là mừng vì con trai mình đã có con và mình đã có cháu. Nhưng lại lo là lo không biết là con mình đã trưởng thành chưa để được làm bố làm mẹ. Đó. Nhưng mà là bé là nay là mấy? Bạn được 15 tháng. 15 tháng. Con trai hay con gái? Con trai ạ. Con trai. Ôi thế là có chi giống rồi, là cụ bà nội là sung sướng lắm rồi. Đúng không? Đúng ý luôn á. Lúc đầu mẹ em cũng bất ngờ, nhưng mà sau thì lại bình thường, lại cảm thấy mọi thứ nó kiểu đến là trời cho. Nên là con cháu các thứ thì rất là hạnh phúc, thì có thêm người thôi. Là bây giờ ở với bà nội đúng không? Dạ, vâng. Hai vợ chồng ở với bà nội luôn. Đùng một phát thì là thay đổi công việc, thay đổi vị trí. Đúng rồi. Đó, đang là nhân viên, bây giờ chuyển thành coi như là dâu của chủ tịch. Thì không biết là cái cảm xúc của em á thì nó như thế nào, có bị bên ngoài thị phi này không? Em thì em không quan tâm đến cái điều thị phi. Nhưng mà em nghĩ là có đấy, chắc chắn là sẽ có. Bởi vì trong một tập thể có nam có nữ, mà nữ nhiều hơn nam chắc chắn là sẽ có thị phi. Nhưng em thì không quan tâm đến điều đấy, em chỉ quan tâm là chồng em nghĩ gì về em, mẹ chồng em nghĩ gì về em mà thôi, chứ em không quan tâm người ngoài. Nhưng mà em bị áp lực gì? Công việc lúc nào cũng phải trong trạng thái là phải cố gắng hoàn thiện nó một cách hoàn hảo nhất theo ý của mẹ mong muốn. Hoặc là mình phải làm thế nào để cho công ty phát triển lên, để cho mẹ đỡ phải đi làm nữa. Trời ơi, mẹ em năng động kinh khủng. Em đã rất năng động rồi, nhưng mẹ còn năng động hơn em rất nhiều lần. Cho nên là mẹ giống như là một tấm gương ấy. Làm thế nào để em vượt qua được cái tấm gương đấy thì với em nó là áp lực rất là lớn. Mẹ năm nay là bao nhiêu rồi? Mẹ em sinh năm 66. À, thế là lắm ạ. Bằng tuổi chị à? Mẹ là trẻ ngọ khỏe đó, năng động và mẹ em làm việc không có một ngày nghỉ luôn. Thế cho nên là con dâu rất là áp lực. Bính ngọ là như thế. Thực sự những tất cả những phụ nữ bính ngọ. Không, nhưng mà thực ra là như vậy nè. Nếu mẹ không đi làm mẹ sẽ không chịu được. Đúng đấy ạ. Đó, cho nên là mẹ sẽ hạnh phúc trong cái công việc của mình. Đó. Hoặc là chăm sóc gia đình, chăm sóc cháu thì bà rất là vui, chứ bà nằm một chỗ là bà không có thích. Đúng rồi, không chịu nổi ra. Thế rồi là trong cái giai đoạn mà yêu nhau như vậy á, thì có những cái chuyện gì nó xảy ra không? Có chia tay hay không? Dạ, không có những cái biến cố gì không? Cãi nhau, cãi nhiếc gì không? Dạ, có chia tay chia chân gì không? Bọn em chưa một lần nào chia tay với nói lời chia tay với nhau. Mà chỉ có dừng lại ở cái mức độ là hai vợ chồng tranh luận cái vấn đề là nó quá bức xúc với nhau và nói có to tiếng thôi. Chứ không, chưa có một lần xúc phạm, chưa có một lần nói chia tay. Và sau khoảng, nói chung là trong khoảng 24 tiếng, nói chung là 2-3 tiếng đổ lại thôi, là chồng em chủ động làm lành để cho vợ bớt bị buồn, bớt bị tổn thương. Hoặc là để lâu quá nó thành thói quen, hôm nay 1 tiếng, mai sẽ thành 2 tiếng, mai 2 tiếng thì mai sẽ thành 3 tiếng, nó như vậy. Nên là em nghĩ là bây giờ giới trẻ rất là văn minh và hiện đại rồi. Và họ luôn tìm mọi cách để cho gia đình của họ được hạnh phúc. Thật ra là chắc chắn là bạn Minh này sẽ rất là yêu thương người yêu lúc đó, là bởi vì là có tin vui. Vâng, cưng lắm, lúc chắc chắn là sẽ rất là chiều chuộng. Vâng. Nhưng mà bây giờ nó có một cái vấn đề chẳng hạn như cái này giống như cái phim mà Pretty Woman á. Cái cô gái người đàn bà gọi là gì đó? Người đàn bà đẹp. Người đàn bà đẹp á, đúng Julia không? Robert. Có nghĩa là khi mà mình á, thực ra thì mình bước vào trong cái gia đình của chồng á là với tư cách của một nhân viên làm việc cho cái công ty của mẹ chồng. Xong rồi đùng một cái và mình lại bước vào trong một cái thế giới đó mà nó khác hẳn cái mà thế giới của mình. Thì em thích nghi nhanh không? Có nghĩa là em có bị kiểu như là bị confused ngay cái lúc mà khi mình về á, rồi mình có thích nghi có, nhưng mà em là người thích nghi khá là nhanh và em cảm thấy rằng cái cuộc sống hiện tại của em nó quá tốt so với cuộc sống trước đây. Em có kiếm được nhiều tiền nhưng em chi tiêu cũng rất nhiều tiền và phải sinh sống cùng với em trai cũng phải lo cho em nhiều hơn. Và bản thân mình khi chưa có gia đình thì mình sẽ lo rất nhiều thứ, mình phải chăm em rồi phải nuôi em rất nhiều thứ. Nhưng mà khi lấy chồng em cảm giác như là em được người khác nuôi á. Nên là em cảm thấy rất sung sướng, nhẹ nhàng. Ngày tháng này đi làm được bao nhiêu tiền cũng được.
lương như thế nào cũng được, bởi vì có mình đã có chồng lo, có mẹ chồng lo, có gia đình chồng lo cho mình. Mình chỉ cần chăm sóc tốt cái gia đình nhỏ của mình và đối nhân xử thế với bố mẹ chồng, bố nhà vợ, nhà gái và nhà trai đó. Đó, còn lại thì em không phải suy nghĩ quá nhiều nhá. Ngày xưa là suốt ngày đi gặp đối tác này, hợp đồng này có được ký không, khách này có duyệt cho mình job này job kia không, nhưng bây giờ thì không ạ. Nhưng mà mẹ của mình là có gọi là sao ta, bà có khai thác hết cái khả năng của vợ con không, tại vì của vợ của mình không, tại vì như là em nói là em về cái chuyên môn mà về da rồi về mọi thứ thì em rất là ok, thì mẹ có khai thác cái việc đó không? Ví dụ như bây giờ thay vì hồi đó là nhân viên, bây giờ bà phải cất nhắc lên để cho em quản lý em ở cái trên cái vai trò khác để cùng với bà thúc đẩy công ty á. Vâng. Thì mẹ khai thác triệt để. Mẹ khai thác triệt để, và thậm chí mẹ còn thúc giục em phải đi học, con phải đi học đi, muốn làm quản lý được công ty, phát triển được công ty. Công ty phát triển tức là mình giúp được rất nhiều người có công ăn việc làm. Vậy thì mình phải đi học thêm để có đủ kiến thức thì công ty mới phát triển được. Với những gì em chia sẻ về mẹ chồng thì anh cũng nghĩ đó là điều mà chắc chắn bà sẽ phải hành động như vậy. Vâng. Tại vì chắc chắn sau này mọi thứ đều là do hai vợ chồng như là thay thế cho bà. Là Minh là con một à hay sao? Dạ vâng ạ, em thôi rồi. Thế thì đúng là em bị áp lực về cái công việc và cái làm sao để mà cho mẹ không có thất vọng về thực ra về thì mình thực đó. Ra thì bản chất của em không phải là con một, em là con hai, nhưng mà chị em mất được hơn 10 năm rồi. Thì lúc đầu thì em là con hai thì em sẽ được cưng chiều hơn, nhưng mà bây giờ em chỉ còn một mình thôi, nên là mẹ sẽ dốc toàn tâm, xong mẹ sẽ để ý đến con nhiều hơn. Nên là vô hình chung là hai vợ chồng em sẽ bị gánh nặng về áp lực nhiều hơn. Đúng rồi. Tại mẹ giỏi quá. Đúng rồi, mẹ nói giỏi quá, và mẹ rất muốn là truyền hết những cái gì mà mẹ có cho hai đứa. Vâng. Hiện tại thì mẹ vẫn đang ở Hà Nội. Dạ vâng, mẹ em có nói với em một câu, lúc đấy bọn em chưa có cưới nhau. Mẹ em có nói một câu là mẹ cũng có con gái và con cũng có mẹ, nhưng mà duyên số của mẹ con mình gặp nhau. Cho nên là mẹ coi con như con gái của mẹ, và con cũng coi mẹ như mẹ đẻ của con. Và đấy cũng là cái câu nói mà khiến em nhớ có lẽ là suốt đời, để em cố gắng xây đắp và vun vén hạnh phúc gia đình. Mẹ em mà có ở đây chắc là bà sẽ rất là vui. Bà sẽ xem có lại đây, cái tức này là thôi. Có ở phim trường này thì sẽ rất là vui khi mà nghe được cũng như là nhìn thấy được những cái điều mà em vừa chia sẻ. Hiện tại là mẹ đang ở Việt Nam hay ở đâu? Mẹ em đang ở Việt Nam, tại Hà Nội. Mẹ em một năm thì cứ sang Đức vài tháng xong lại về Việt Nam, vì mẹ định cư ở Đức. Nên là chủ yếu là hai vợ chồng ở Việt Nam là chính, và cái công ty là công ty xuất nhập khẩu, cho nên bắt buộc mẹ phải sang Đức. Mẹ định cư bên đó để mẹ làm việc với đối tác bên Đức. Tuổi này rồi mà phải đi đây đi đó để mà chăm lo cho tất cả mọi thứ. Vẫn ok. Đây thì chú cứ nhìn tôi đây này, chú làm sao đấy? Đã già đâu mà. Thì em có nói gì đâu. Cho em nên khen là, chứ. Cho nên em khen là... về những người phụ nữ tuổi hoàn... đấy. Vẫn còn trẻ măng. Hoàn toàn là cứ yên tâm về mẹ. Hai đứa hiện giờ là vẫn cứ hoàn toàn yên tâm về mẹ. Mẹ vẫn là một cái chỗ dựa rất là vững chắc cho hai đứa. Tuy nhiên á, là sẽ phải cập nhật từng ngày một để mà đỡ đần cho mẹ. Thực ra thì để cho mẹ nghỉ ngơi, để mẹ tận hưởng á, chút nào hay chút đó. Nhưng mà nếu mà chưa được thì mẹ cũng vẫn là một cái bệ đỡ rất là vững vàng, yên tâm điều đó. Em cũng thấy như vậy. Thôi mình qua chương 2 đi nhỉ. Mình sang đến chương 2. Hai vợ chồng thấy rất là xứng đôi. Sẽ còn hạnh phúc tiếp nối nhiều hơn nữa. Và rõ ràng qua cái sự việc này chị có thấy rõ không? Là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là lựa chọn. Nhưng mà cái lựa chọn này á là mẹ chọn. Có một phần mẹ chọn trước. Và thật ra là mẹ cũng đang rất hạnh phúc. Đúng không? Đúng và rồi. Mẹ bây giờ cho dù ở Hà Nội hay là ở Đức thì mẹ cũng đang rất hạnh phúc bởi vì cái lựa chọn của mẹ, lựa chọn con đã dâu tạo ra mẹ. Hạnh phúc cho con. Đúng chưa? Cho nên cả ba đều đang tận hưởng cái niềm hạnh phúc đó. Đơn giản, hạnh phúc là lựa chọn. Rồi. Đất dở kia đi. Dở trang qua chương 2. Trang này hai vợ chồng sau hôn nhân. Quá. Anh chồng thì rất là hiền không? Đó, nói chung rất tử tế. Và cô vợ thì cũng rất là ngoan, rất là giỏi, rất là hiền, xinh đẹp nữa. Thì chắc không có tật xấu gì đúng không? Dạ, tật xấu của chồng con thì tật xấu của chồng em từ khi cưới nhau về đến bây giờ thì có thể trong mắt của em chồng em quá hoàn hảo, cho nên là em không thấy có tật xấu. Và chỉ có một cái vấn đề duy nhất, đấy là đàn ông thì sẽ có tật lười thôi, cái đấy không thể tránh được. Không có một người đàn ông nào quá hoàn hảo cả, nên là em cũng không có cầu toàn cái việc đấy. Mình chỉ nói mưa dầm thấm lâu ạ, cứ ngày này qua ngày khác, hy vọng là chồng mình trong tương lai gần sẽ chăm chỉ hơn thôi. Chứ còn em thấy chồng em quá hoàn hảo.
cứ bước chân ra ngoài đường là chồng em sẽ dầu thơm từ đầu xuống chân, bóng lộn từ đầu xuống chân. Nhưng mà về nhà thì có thể là cởi trần quần đùi, mà em thấy cái đấy nó là điều bình thường. Ừ. Đó, nên với em, chồng em không có tật xấu gì mấy. Đây là gọi là đa chồng đó, người ta gọi là đa quá. Giống như đa con ấy, con làm gì cũng thấy thương, làm gì cũng thấy ok. Không tin, cứ phải có mình phải giặt lá tìm sau thôi. Thì lười đó, mới thôi. Thì lười là tật xấu, nhưng mà vừa mới nói đâu. Không phải lười đối với tất cả người khác, đó là tật xấu, nhưng mà chưa gì là bạo bệnh liền rồi. Nhưng mà lười thì em nghĩ là ai chả lười, đại khái như thế. Không, bây giờ hỏi cái này nè, không, mình phải giặt lá tìm sau thôi, phải bươi móc thôi. À, anh ấy có ghen không? Chồng em thật ra là không ghen, nhưng mà lại không muốn vợ ra ngoài đường ăn mặc hở hang. Và thật ra là em đây là cái cảm giác của em thôi, là không, chồng mình không muốn mình tiếp xúc với quá nhiều đàn ông. Ừ. Sẽ dễ sinh ra tật hư gì đó, nhưng mà bản thân em cũng không thích lắm. Cho nên là chồng muốn sao thì em chỉ ở vậy thôi. Ôi gì cũng đấy, có luôn. Nó cũng bạo biện luôn. Có nghĩa là chồng có ghen. Thực sự là chồng có ghen, nhưng mà nói theo một cách nhẹ nhàng một chút là chồng em không muốn em tiếp xúc với nhiều người đàn ông khác. Có khó ăn không? Đó, có, khó ăn lắm ạ, nhưng đó. Mà em cũng khó ăn cùng ạ. Đấy, thấy chưa? Bây giờ moi cái gì ra là hắn cũng biện bạo cho chồng hắn hết. Nói tóm lại là bây giờ á, em muốn chồng em thay đổi điều gì để chồng em trở nên hoàn hảo hơn? Trong mắt em thì em chỉ hy vọng và mong muốn là thứ nhất là chồng sẽ bớt lười hơn một xíu. Không cần phải ngay. Có lười. Có lười nhưng mà bớt đi một xíu. Thứ hai là chồng sẽ... Em mong muốn là chồng sẽ cùng với mình phát triển công ty nó... Em thật sự em mong muốn nó vượt trội hơn nữa, bởi vì những năm qua Covid và sự ảnh hưởng nó quá khó khăn. Doanh nghiệp nào cũng vậy ạ. Và đến cả gia đình mình cũng phải gồng gánh cho rất nhiều nhân viên cấp dưới. Rất nhiều những người khác đang mong chờ vào mình. Nên là em chỉ hy vọng như thế thôi. Hy vọng nhưng mà đừng có quá gọi là áp lực lên. Đúng rồi ạ. Tại thực ra cho tới thời điểm này, các doanh nghiệp mà còn trụ được đã là thành công đó em. Vâng. Nha. Đấy. Okay. Rồi sắp tới sẽ còn rất là nhiều những khó khăn. Trụ được và lo được cho các nhân viên đó. Và làm sao giữ được cái thương hiệu, giữ được những cái gì mà của mẹ để lại, đó là thành công. Dạ. Mẹ. Rồi, bây giờ tới em đó Minh. Bây giờ tật xấu của vợ em à? Đó. Đúng rồi. Này, khó chia sẻ quá. Chồng cái gì? Chia sẻ thoải mái. Thực ra nói bảo vợ tật xấu thì cũng không hẳn. Nhưng mà vợ em ví dụ là mỗi lần mà thấy em lười các thứ thì vợ em nói nhiều lắm. Nói rất nhiều. Ví dụ là kiểu một ngày có thể nói đến vài tiếng đồng hồ về một cái vấn đề mà em đang lười, em đang nằm. Em không giúp đỡ vợ cái gì, vấn đề gì này. Nói hoài. Nói mà mình phải làm đúng không? Nói đến mức là mình kiểu phát điên lên. Cáu ạ. Nhưng mà vẫn không làm đâu ạ. Cáu nhưng mà không làm đâu ạ. Làm cho có nhưng mà em vẫn phải làm lại. Đấy là coi như là nói nhiều hay cằn ràm. Nó cũng xuất thân từ mình. Một tật xấu. Tại mình lười cho nên là cô ấy cằn ràm. Đúng không? Đó. Rồi còn gì nữa? Không, nhưng mà thực ra thì vợ em không chia sẻ hết. Thực ra em không phải là không có tật xấu. Nhưng mà tật xấu đấy thì do bản tính là dễ cục tính. Tại vì bình thường hiền lành các thứ thì nó đi đôi với cả cục. Ví dụ mà vợ mà nói nhiều quá là em có thể rất chỉ là điên, em bỏ ra chỗ khác mà em không làm gì luôn. Nhưng mà tại vì hiểu cái bản tính của mình là cục tính nên là em sẽ không quyết định hoặc không nói gì vào những lúc nóng tính. Đúng, không có nói. Đã thế tôi không làm. Tại vì nói lại là nó sẽ bắt đầu. Đã thế tôi không làm. Đấy. Nói nữa. Tại vì đằng nào nói mình đã đi ra khỏi nhà luôn. Tại vì đằng nào mình đã bị nghe như thế rồi. Bây giờ mình không làm nữa. Ví dụ mà mình làm có cái vấn đề gì nó sai hoặc là nó không đúng ý của vợ, mình lại bị nói tiếp. Mệt lắm. Đó. Nói mà nói double coi như mình không nghe cái gì. Đúng không? Đấy, thực ra thì vợ em chỉ bị mỗi cái đấy thôi. Là có cái gì nữa không? Cằm ràm, đúng không? Cằm ràm nói nhiều. Có ghen không? Ghen thì... Sao lại không? Có chứ ạ. Tôi phán luôn, sao lại không? Có chứ ạ, phụ nữ ai cũng ghen hết. Nhưng mà quen cái mức độ như thế nào? Thực ra thì... Mì cây nó có 7 cấp độ, thì ghen nó có mấy cấp độ nào? Ghen thì em nghĩ cũng cấp độ 5, cấp độ 6 gì đấy. Ôi rồi ôi là dữ. Nhưng mà em không để vợ em phải ghen bao giờ. Tại vì... Nhưng mà trước giờ có cái vụ ghen nào mà nó lớn không? Thực ra em hiểu tính vợ em là ghen nhưng mà toàn giữ trong lòng, nên là nhiều khi chưa chắc đã bộc lộ ra với mình đâu. Có thể nói với mình một cách gì đấy, nói bóng nói gió hoặc là rất nhẹ nhàng, nhưng mà thực chất ở trong người rất chỉ là đang khó chịu, ghen ngầm đúng không? Mà có bao giờ mình bị bắt gặp cái gì không? Không, ví dụ như không. Lỡ thả tim, lỡ like vô một cái bóng hồng nào đó. Em thấy là em hỏi liền ạ, mấy cái đấy là chuyện vặt thôi ạ, trừ khi là nhắn tin riêng với một cô nào đấy hay mà là... Trước giờ có bắt gặp không? Dạ không, không có nhắn tin chưa riêng. Bị phốt bao giờ hả? Dạ chưa. Nhưng mà trước khi mà có em bé, để sinh em bé đến giờ ấy ạ, thì chồng em cảm giác như là ông ấy chỉ muốn ra ngoài đường là chỉ muốn thể hiện là mình là một người chưa người yêu, chưa có vợ, chưa có con, nên là cảm giác của mình không được an lòng thôi. Đấy, thì nhưng mà chồng em được một cái là rất hay lắng nghe vợ và bảo vệ vợ, cho nên là khi em có chia sẻ về cái việc đấy, em rất là thẳng thắn, em nói luôn là chồng làm như vậy ABC, chồng khiến cho vợ cảm thấy không an tâm, và đấy là lý do vợ không tin tưởng một người đàn ông, nên là muốn làm thế nào thì làm, nhưng mà phải để cho người phụ nữ của mình phải thật an lòng. Đúng. Sau lần đấy trở đi thì chồng em không còn như thế nữa. Đúng rồi. Đấy.
thôi. Bây giờ Minh muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thực ra em chỉ muốn vợ em nói ít lại những vấn đề mà em lười thôi. Chỉ là nói ít lại thôi, đúng không? Tức là vợ thì ước mơ là chồng bớt lười đi tí, bớt một ít thôi cũng được. Chồng thì lại muốn là thôi vợ đừng có nói mỗi khi tôi lười. Ừ. Đây là một cái vấn đề rất là cái này nó tỷ lệ nghịch không lắm nói thì, luôn á. Nếu mà không nói thì làm sao ông làm? Vâng. Không, nhưng mà với người đàn ông này á, là đấy, hồi nãy là người ta lại cọc ngầm nhá. Cọc ngầm nhá, hiền nhá. Cho nên là càng nói sẽ càng không làm. Vâng. Đấy, càng nói sẽ càng không làm. Với lại anh chị chỉ cho em một cách bây giờ làm thế nào để không nói nhưng chồng em làm đi ạ. Nhắn tin khó. Không, không phải đâu. Đến một lúc nào đó đó, tức là thực sự nha, cái này là chị nói thật sự á, là bạn này á, là năm nay bạn sinh năm 96. Vâng. Đúng không? Bằng tuổi 96 mà. Thì là cũng với đàn ông trai là chưa phải là lớn. Đúng không? Chưa phải là lớn. Nhưng mà với phụ nữ á, thì là đã đến tuổi chín chắn rồi. Trưởng thành. Đúng không? Thành ra là cứ chờ bạn đi đến năm bạn khoảng 34 tuổi cơ. Lúc đó là lúc đó thực sự bạn trưởng thành cả về sự nghiệp lẫn gọi là cuộc sống. Vâng. Cho nên rằng là bạn này thuộc tiếp người đàn ông tự nhận thức, tự làm, tự sửa. Đừng ai nói gì hết. Tại vì bạn đã sống trong một cái môi trường như thế rồi. Có nghĩa là bạn sinh ra đời là mọi thứ là nó đã sắp xếp theo cái gọi là bạn không phải tức là bạn mọi thứ nó đã sắp đặt hết trơn cho bạn rồi. Vâng. Và bây giờ là bạn chỉ việc thực hiện thôi, vì bạn có một bà mẹ quá giỏi. Vâng. Thành ra là em cứ hết sức bình tĩnh trong vấn đề lười. Vâng. Ngay bây giờ mình có thể khắc phục được. Nếu như mình không làm, mình mệt không làm thì mình thuê người giúp việc. Vâng. Đúng không? Còn bây giờ cái việc này của bạn này là bây giờ bạn đang phải phấn đấu cho sự nghiệp. Cái đó là vì cái gánh nặng mà mẹ, thực ra cái bóng của mẹ là đối với cả hai đứa quá lớn chứ đâu phải là với một ai đâu. Vâng. Đúng không? Vì mẹ giỏi thật. Vâng. Tại vì chị tin là mẹ em rất giỏi. Vâng. Thực sự những người Bính Ngọ giỏi lắm. Giỏi đó, em không giỡn mà chị à, em vẫn đi khắp thế gian em khoe về chị đó nha. Nó khoe mà đó là thật sự nhưng mà cực kỳ nhân hậu. Vâng. Thành ra là chính vì cái điều đó bạn này quá hiểu mẹ bạn. Cho nên là bạn phải tìm mọi cách bạn đỡ đần cho mẹ. Thực sự là bạn, cái nung nấu của bạn bây giờ là như thế, đỡ đần cho mẹ là chỗ dựa để có thể cho vợ, cho con có một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể. Dạ. Thành ra thôi cái vấn đề lười thôi. Đừng nói nữa, kệ đi. Đến một lúc nào đó tự nhận thức nó. Dạ. Tại sao vợ mình cũng như mình, cổ vừa phải trông con này, cổ lại sanh nở cho mình này, rồi cổ lại phải làm tất tần tật mọi thứ. Thế tại sao mình không chia sẻ? Đến lúc tự bạn sẽ ngộ ra điều đó. Vâng. Đúng không? Tại vì qua cái hình ảnh này mà mình thấy cái người vợ cứ tất bật, tức là vừa thế này vừa thế nọ, làm tất từ việc trong đến việc ngoài, tự nhiên bạn ngộ ra là ngày xưa mẹ cũng thế, ngày xưa mẹ mình cũng như thế. Thì thôi mình phải chia sẻ chứ, thương là mẹ sẽ thay đổi thôi, thương mẹ và sẽ là thương vợ thương rồi lắm, thương con thương mẹ đấy. Lắm. Đúng rồi. Trông vậy thôi nhưng mà rất thương mẹ, chỉ cần động đến rồi. Mẹ thôi. Là đấy, hình ảnh của Chê Phi đó. Y như thế. Xin cảm ơn hai vợ chồng. Dạ. Nghe. Dạ. Rồi hy vọng một dịp nào đó anh Thuận với chị Hồng Vân có dịp ra Hà Nội. Dạ. Sẽ đến với Dạ, vâng. Em rất hy vọng được đón anh chị ở ngoài Hà Nội. Rồi xin chào. Rồi.